thanh lọc tâm ở đây mà chúng ta vừa nói đến ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái phương pháp để mà tháo gỡ những cái niềm tin sai lệch của mình, thì chúng ta có thể bắt đầu với những cái cách thức tự vấn này, rồi tự chỉ ra cho mình những cái niềm tin sai lệch và dùng những cái phương pháp về thiền để mà gỡ dần nó đi. Và có thể chúng ta bị chìm đắm trong những cái niềm tin lâu quá, chúng ta không nhìn thấy đấy là những niềm tin giới hạn là sai lệch, nên chúng ta cần có những cái người giúp chỉ ra cho mình. Thế và cái việc quan trọng đó là không nạp tiếp những cái độc vào người. Mình nhận biết được mình đang bị nhiễm độc, mình cần phải thanh lọc độc, nhưng đồng thời mình cũng cần nhận biết được cái gì là độc để không nạp thêm vào người. Và vì vậy mà những cái phương pháp để chỉ ra khi mà chúng ta đang bị cuốn vào những cái thôi thúc của bản ngã, những cái sân hận và những cái lập trình tâm trí sai lệch, thì nó là cái giúp cho chúng ta giải độc. Có nghĩa là mình vừa mới bị lấn vào những cái suy nghĩ cảm xúc này thôi, thì mình cần có những cái phương pháp để tách mình ra khỏi nó càng sớm càng tốt. Chứ thay vì mình cứ sống với những cái cảm xúc suy nghĩ này thêm một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, nó chỉ làm cho mình càng thêm mệt mỏi, nặng nề, căng thẳng. Đó, và những cái gì mà mình nạp vào này này, nó không chỉ là ở chính cái suy nghĩ của mình, chính cái thôi thúc của bản ngã và cái lập trình tâm trí của mình, mà còn từ những cái nguồn thông tin và những cái tương tác xung quanh mình. Thì những cái gì mà chúng ta đọc, nghe, tiếp nhận vào, và những người mà chúng ta tương tác hay cái môi trường mà chúng ta thường xuyên ở cùng, thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn để biết được nếu như những thứ chúng ta nạp vào đó nó làm cho thôi thúc những cái tham, những cái sân. Sân ở đây bao gồm cả những nỗi sợ. Sân không chỉ là ghét bỏ mà là còn cả sợ hãi, trốn tránh. Nó là những cái nằm trong sân. Đó, thì khi chúng ta thấy được những cái nguồn thông tin, phim ảnh, báo chí, tivi, điện thoại, mạng xã hội hay những người mà chúng ta hay nói chuyện với hay họ ở xung quanh chúng ta cũng nên tách mình ra khỏi đó một chút. Tách mình không có nghĩa là có thể mình trốn tránh hẳn họ, nhưng mà mình cũng nhận biết được nó là những cái nguồn thông tin không hữu ích cho mình, và vì vậy mình đừng nuôi dưỡng nó. Nghĩa là ví dụ có những cái câu chuyện phiếm ở công ty, ví dụ vậy thôi, mình có thể mình không đến nỗi là tránh hẳn tất cả những con người này, nhưng ít nhất mình đừng tham gia vào và đừng làm cho nó ảnh hưởng đến mình, đi sâu vào trong cái suy nghĩ nhận thức của mình, đồng ý đồng tình với những cái tham, những cái sân của mọi người. Mình tỉnh táo một chút và tỉnh táo lựa chọn những gì mình đọc, mình nghe, mình nhìn vào. Hiện nay thì trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, trên cái điện thoại mà chúng ta đang dùng, vô số những cái luồng thông tin, những cái khơi dậy những cái thèm khát, tranh đấu, sân hận, nó liên tục ném vào mình. Nên là nếu như mình chưa vững thì tốt nhất mình nên tách mình ra khỏi nó càng nhiều càng tốt. Còn nếu mình vững rồi ấy, mình hãy rất là chọn lọc, mình biết cái gì là không có tác dụng tốt với mình, nó là những cái độc mà mình cần phải tránh nó ra. Thế còn về cái thanh lọc thân thể thì như lúc nãy hôm nay chúng ta nói rằng buổi này chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các phương pháp thanh lọc thân thể để giúp cho một số người chữa bệnh. Những cái mà vấn đề liên quan đến cảm xúc và tâm lý hay là những cái mà thanh lọc tâm ấy, ai cũng cần. Bởi vì ai cũng sống thông qua cái tâm trí này và ai cũng có những cái cảm xúc, nên chúng ta vẫn không nên bỏ qua nó dù chúng ta đang có những cái bệnh về thân. Thế còn nếu như mà có những cái bệnh về thân rồi mà chúng ta nghĩ rằng một cái khóa thiền hoặc một cái trị liệu chung xoay hay là mở luân xa nó sẽ giúp bệnh về thân, nó có thể giúp một chút nào đó, ví dụ như cái việc mà chúng ta ngồi thiền thả lỏng ấy, nó sẽ giúp bớt đau nhức, nó sẽ giúp có thể có những cái nhẹ đi, bệnh nhẹ đi. Nhưng mà khi mà nó đã trở thành những cái đặc nặng, những cái dao động, những cái tần số rất chậm mà nó tác động đến cái mức độ là thân thể vật lý này, có nghĩa là nó đã chuyển hóa thành không chỉ là ở dạng cảm xúc và năng lượng hay trí ký ức và những cái về tâm nữa, mà nó đã chuyển thành vật lý rồi, tức là nó có ở đây, có trong cái thế giới vật chất này, trong thân thể của mình rồi. Thế nên là mình sẽ cần phải thanh lọc thân. Chứ còn thanh lọc tâm không bao giờ xóa hết được tất cả những cái ở phần thân này. Hoặc là nó sẽ phải mất hàng đời hàng kiếp. Nếu như cái tâm của chúng ta nó vô cùng sáng, vô cùng trong, thì nó sẽ dần dần nâng cái tần số của thân thể lên, nhưng nó sẽ mất vô cùng nhiều đời kiếp. Nên là chúng ta cần phải đi vào thanh lọc thân ngay. Nếu như những cái cảm giác trên thân thể của chúng ta nó đã biểu hiện ra thành bệnh tật. Thường thì những người mà có những vấn đề về tâm lý
ví dụ như trầm cảm hay rối loạn OCD, ám ảnh cưỡng chế, thì thường họ cũng có cả những cái bệnh thân rất là rõ rệt, nên họ thường bị chú tâm vào cái việc cải thiện tâm nhiều quá, tâm trí, cảm xúc nhiều quá, mà không để ý đến việc thanh lọc thân thể. Khi mà chúng ta bị trầm cảm thì gần như ai trong số những người bị trầm cảm cũng sẽ có những hiện tượng đó là đau mỏi, đau đầu, đau mỏi vai gáy. Và cái người đó chắc chắn là cái đường ruột và gan rất yếu, rất tắc nghẽn, rất nặng. Chưa kể sẽ có những cái vấn đề khác về bệnh tật mà họ chưa phát hiện ra trên thân thể nữa cơ. Nhưng mà ít nhất là cái vùng gan và vùng ruột là đã bị tắc nghẽn và rất là nhiều độc tố, nhiều những cái tần số đặc nặng, tiêu cực ở trong đó rồi. Và vì thế nên chúng ta sẽ đi vào việc thanh lọc thân thể dành cho cả những người bị bệnh thân và những người bệnh tâm. Chúng ta đang gặp nhau thông qua kênh Hành Trình An Yên. Đây là một cái kênh mà thiên về tâm lý, thiên về tâm linh. Nhưng mà thực ra đấy nó chỉ là một cái phần, một cái mảng của vấn đề thôi. Mà thường thì có thể chúng ta ban đầu quan tâm đến cái mảng đó. Và bản thân mình cũng thế, trong suốt hành trình của mình, mình dành đến 2/3 thời gian chặng đường của mình để tập trung vào những cái yếu tố liên quan đến tâm linh và tâm lý, và nghĩ rằng đó là con đường dẫn đến giải thoát, và con đường sẽ giúp cho mình có thể giác ngộ. Tất nhiên nó là con đường, nhưng nó chưa phải là con đường duy nhất và đầy đủ, bởi vì chúng ta vẫn đang sống trong cái thân thể vật lý này, và chúng ta chưa đến cái giai đoạn mà tâm trí của chúng ta hoàn toàn trong, hoàn toàn sạch, hoàn toàn sáng, để mà nâng được những gì nó đã trở thành cứng đặc nặng ở cái thế giới vật chất này lên đâu. Cho nên là để mà thực sự, nếu như chúng ta hướng đến tâm linh thì chúng ta vẫn cần có một cái giai đoạn khá là dài để thanh lọc cả thân thể này. Bởi vì tâm trí và thân thể, thân và tâm không tách rời, nó là hai nửa của cùng một đồng xu, hai nửa của cùng một vấn đề. Và nếu như tâm của chúng ta được nâng lên nhưng thân của chúng ta kéo xuống, có những cái đau nhức mỏi mệt, nó lại kéo cái cảm xúc này xuống. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng mình vẫn chưa bình tâm như mình tưởng. Thế và mình có những cái nhận thức mà mình không thể lĩnh hội được khi mà cái tần số của thân nó quá đậm đặc, nó quá thấp, quá đặc, nó vẫn kéo xuống. Mình chỉ lĩnh hội được ở một cái tầng rất là ban đầu thôi, sơ lược thôi. Bởi vì nó là một cái giải tần số mà càng lên cao ấy, thì cái nhận thức nó sẽ càng sâu và càng khó để mô tả, mà nó cần có một cái trải nghiệm trực tiếp hay một cái nhận thức trực tiếp này. Nhưng mà cái tần số của thân nó đặc, nó nặng, nó kéo xuống, nên mình cứ lơ lửng mà mình sẽ không nhận thức được nhiều cái cao hơn, sâu hơn. Và khi đó là cái khi chúng ta cần thanh lọc thân. Cũng có những người thì không phải là theo đuổi về tâm linh mà đến có duyên để mình cùng gặp gỡ và đồng hành là bởi vì họ muốn chữa về bệnh. Chữa bệnh chứ mà là theo tâm linh. Chữa bệnh về tâm, trầm cảm, căng thẳng, lo âu, rối loạn này kia. Hay những người mà có thể thậm chí là ung thư, có những người mà bệnh rất là nặng. Thì thực ra chung quy lại hai cái nhóm đối tượng này đều sẽ gần như là sẽ đến lúc mà nhận ra rằng nó cùng là một nhóm, cùng phải đi trên một cái con đường thanh lọc về thân, và đồng thời đọc, nghe, mở rộng dần những cái niềm tin và gỡ những cái niềm tin sai lệch trong tâm trí và nhận biết được những cái vấn đề của bản ngã của mình mà thôi. Nó cùng là một cái con đường chứ không có khác nhau, nó chỉ là những cái cửa ngõ, cách đi vào nó khác nhau mà thôi. Những người đang ngồi trong buổi hôm nay ở đây thì có vẻ như đa phần mọi người quan tâm nhiều đến cái yếu tố về tâm lý và tâm linh hơn. Chứ có thể chứ phải là những người quá là quan tâm đến cái vấn đề về bệnh trên thân. Thì dù sao chúng ta cũng hãy nhận biết được rằng cái thân thể này nó là một phần tất yếu của cái trải nghiệm trong kiếp người này đó. Và để mà rộng mở được nhận thức, để mà thoát dần ra được khỏi những cái lập trình tâm trí và lĩnh hội được những cái chân lý sâu, trải nghiệm được cái gì là sự thật nằm ngoài những cái mà chúng ta biết đến trước đây này, thì chúng ta cần có cái bước thanh lọc thân này. Thì không biết mọi người đã xem cái video mà mình có nói trên YouTube về thanh lọc thân thể là một phần tất yếu của hành trình giác ngộ. Mình cũng giải thích như vậy là bởi vì trước đây bản thân mình không quan tâm đến thân thể này một tí nào luôn. Bởi vì mình nghĩ rằng tâm linh có nghĩa là phần tâm hồn và phần tâm trí và
tâm lý. Sau này khi mà thanh lọc thân thể, mình mới nhận ra rằng là cái lúc đó đúng là mình bị vẫn bị tắc lắm, bị đặc, bị nặng lắm. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái liên quan cơ bản đến thanh lọc thân, để nó vừa là có thể sẽ giúp cho mọi người trong cái quá trình mà tuổi già đang dần đến, có thể có những cái đau nhức, mệt mỏi, bệnh tật bắt đầu xuất hiện chẳng hạn, nó sẽ rất là hữu ích. Mà chưa kể đến là chúng ta rất là muốn để tâm trí mình mở ra, cảm xúc được nâng lên, cảm nhận cái cuộc đời này nó nhẹ nhõm, bình yên hơn, đúng không ạ? Thì bây giờ mình share trên màn hình. Mọi người nhìn thấy trên màn hình không ạ? Có đúng không? Rồi. Thì đây là cái biểu đồ, cái hình ảnh về trường năng lượng của các loại thức ăn. Chúng ta nói đến thức ăn bởi vì cơ thể của chúng ta làm bằng chính những gì chúng ta ăn vào. Khi mà chúng ta ăn vào thì chúng ta tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa từng cái chất, các cái loại thức ăn nước uống đó thành các cái tế bào trong cơ thể. Nên chúng ta là chính những cái thức ăn chúng ta chuyển vào, cái thân thể này, là những cái gì chúng ta nạp vào. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái bảng gọi là đo năng lượng của các loại thức ăn. Thì ở đây dưới cùng này, cái cục này nó là thịt. Và tiếp theo đấy là những cái sản phẩm từ bơ, sữa, rồi những cái đồ nấu chín như tinh bột. Và tiếp theo là những cái loại rau tươi sống, rau củ quả tươi sống, và trên cùng là trái cây. Thì các cái con số này ở đây gọi là angstrom. Nó là cái đơn vị đo năng lượng sống của một thực thể sống. Cái đơn vị này nó không chỉ dành cho thức ăn, mà nó có thể đo năng lượng được của tất cả những gì đang sống, đang dao động. Và cái hình ở bên phải, các cái hình đen đen mà có các lóe sáng màu tím này, đây là các cái bức ảnh chụp trường năng lượng, hay gọi là Kirlian photography. Thì hai cái này là hai cái lĩnh vực người ta nghiên cứu thực ra độc lập với nhau, nhưng mà hai cái này cùng có một cái chứng minh được một điều, đó là những loại thức ăn như là thịt, nó là những cái mà con vật đã chết rồi, và chúng ta lại còn nấu chín nó một lần nữa, cho nên cái năng lượng sống nó không còn, nó không còn sống một tí nào nữa. Nên cái hình ảnh mà của meat này ở dưới cùng này, cái hình màu đen mà có một miếng thịt mà có chỉ có một vài cái tia nhỏ nhỏ này này, nó cho thấy được cái năng lượng hay cái trường từ trường phát ra nó không có, nó chết rồi, nó không còn. Và cái angstrom, cái đo năng lượng sống của thịt, nó gần như là không, nó không còn một cái tí năng lượng sống nào, để nguyên đấy, nó chỉ chết đi thôi, nó không có sống tiếp nữa. Thế còn cái tiếp theo đó là các cái loại sản phẩm từ bơ, sữa, rồi những cái đồ nấu chín như tinh bột, cơm, gạo, bún mì, phở, vân vân. Thì cái năng lượng sống nó có còn một chút, 1800 đến 2000 angstrom. Và cơ thể người bình thường ấy, cái năng lượng sống để đo một người bình thường không có bệnh, nan y, thì nó sẽ khoảng độ 6500 angstrom. Và khi mà chúng ta có những cái bệnh nặng hay là ung thư ấy, thì nó sẽ chỉ còn khoảng độ 4800 angstrom thôi. Thế mà ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái đồ ăn nấu chín, đặc biệt là những cái sản phẩm từ bơ, sữa và những cái tinh bột nấu chín này, nó chỉ có tầm 1800 đến 2000 thôi. Và như vậy có nghĩa là gì? Nó thấp hơn so với cái năng lượng sống, cái dao động của cơ thể con người này. Và như vậy ăn vào chúng ta mất năng lượng để tiêu hóa nó, chứ không phải là nó nạp cho mình năng lượng. Và những cái loại rau củ quả nấu chín á, thì cái mức năng lượng là 4500, tức là nó gần tương đương với lại cái mức người bình thường hay là đang ốm đau bệnh tật. Nên là nó sẽ không làm cho chúng ta quá mệt, nhưng mà nó cũng chỉ là duy trì được cái trạng thái bình thường này thôi. Và cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở bên cạnh này, đó là cái hình ảnh chụp cái trường năng lượng của nó. Nó cũng có một chút. Nhưng nếu chúng ta so với cái hình ảnh ở trên cùng của một cái quả táo tươi này, thì cái trường năng lượng của nó rất là dày, nó đều, nó tỏa khắp quanh cái quả, cái trái cây đó. Bởi vì nó là một thực thể đang sống, đang có năng lượng sống, đang dao động ở tần số sóng của sự sống. Nên là những cái trái cây tươi và những cái rau củ quả tươi, cái mức năng lượng của nó từ 8000 đến 12000 angstrom này, nó là những thứ nạp năng lượng sống hay cái tần số của sự sống vào cho chất thân thể của chúng ta. Thế nên bình thường chúng ta nghe thấy rằng ăn thật nhiều trái cây và rau tươi và rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta ăn rất là nhiều những cái thứ như là thịt hay thịt cá, trứng, sữa, những cái đồ sản phẩm chế biến sẵn và đã nấu, đã chết rồi,
thì nó vẫn bị kéo năng lượng của chúng ta xuống. Và cái nó không chỉ cái năng lượng mà chúng ta cảm nhận được rất là rõ nhé. Ví dụ như là sau một bữa ăn thịnh soạn, càng ăn thịnh soạn càng no nê bao nhiêu, càng nhiều những cái đồ khó tiêu như thịt và cá trứng sữa, rồi những cái mà tinh bột nấu chín này, ăn xong rất là mệt, buồn ngủ và chỉ muốn nằm thôi. Thế còn nếu như sau một ngày đi leo núi chẳng hạn, rất là mệt, rất là nắng, rất là khó chịu, căng thẳng, một ngày làm việc bận rộn, chúng ta lúc đó nếu như để sẵn ví dụ một miếng dưa hấu với một tảng thịt hay một miếng phô mai, chúng ta thường sẽ có cái xu hướng đó là ăn cái quả trái cây trước, bởi vì nó có năng lượng sống và nó sẽ làm cho mình tỉnh dậy rất là nhanh, cảm thấy nó thoải mái rất là nhanh. Nhưng mà ăn những cái đồ mà rất là nặng và khó tiêu kia thì nó chỉ kéo năng lượng của mình xuống, mình muốn nằm, muốn mệt, uể oải, căng thẳng. Thì đây là hai thứ mà chúng ta nên để ý. Cái năng lượng sống đo bằng angstrom và những cái hình ảnh chụp được cái luồng năng lượng, cái từ trường của những cái thức ăn, những cái thực thể sống này, để mà chúng ta nên chọn những gì nạp vào người. Nên khi mà cái chế độ ăn của chúng ta đến 80%, 90% là những thứ mà cái năng lượng nó thấp hơn cái dao động sóng của bản thân mình, thì mình sẽ ngày một ể oải, mệt mỏi, căng thẳng. Và nó không đủ để mà nâng cái cảm xúc và cái cảm nhận trong thân thể của mình lên. Rồi chúng ta sẽ nói đến cái dao động của cảm xúc. Thì có thể chúng ta đã nhìn thấy cái bảng này ở trong cuốn sách của David Hawkins. Thì đây là bản đồ của nhận thức hay Map of Consciousness. Thì mình đang làm bằng cái bảng tiếng Anh, không có cái bảng tiếng Việt. Nhưng về cơ bản thì các cái chỉ số, các cái tần số mà chúng ta đo được của các mức độ cảm xúc là đo được rõ ràng, chứ không phải là chỉ là đơn giản là cảm nhận là lúc tức tối thì chúng ta cảm thấy khó chịu, căng thẳng, lúc ghen tị chúng ta cũng cảm thấy nó khó chịu. Tất cả những cái cảm xúc đó, ví dụ như là tiếc nuối, rồi đau khổ, rồi tức tối, rồi khát khao, thèm thuồng, sợ hãi, nó nằm ở những cái tần số rất là thấp. Đây là người ta đo được luôn, đo được cái rung động sóng của nó, chứ không phải là mình đang chỉ là nói với nhau là nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy nặng nề đâu. Nó ở cái mức tần số rất là thấp. Và các cái giải tần số này nó tương ứng với các cái giải cảm xúc này. Và khi mà chúng ta càng cảm thấy vui vẻ, bình yên, nhẹ nhõm, kết nối, hài hòa, rồi không có nhiều mong cầu, rất là yêu thương, đoàn kết đó, thì cái rung động sóng này nó nâng lên. Và chúng ta nhìn rõ trên cái nét mặt, trên cái phong thái, cái cảm nhận, cảm xúc thực của mỗi người này, chúng ta cảm nhận được nó là cao hay thấp. Chúng ta hay gọi là một người năng lượng cao. Năng lượng cao thì thường chúng ta hay bị nhầm lẫn với cái calo, tức là họ có rất là nhiều sức mạnh. Sức mạnh khác với năng lượng nhé. Sức mạnh ở đây thì nó chỉ là cái khả năng để làm những cái gì đó nó rất là mạnh, nhanh. Thế còn cái năng lượng mà mình nói đến ở đây, nó là cái cảm nhận của cảm xúc này, của cái trạng thái tinh thần này. Đó thì ở đây trạng thái giác ngộ là nó từ 700 đến 1000 ở cái đơn vị đo của trạng thái dao động cảm xúc này, hay bình an, vui vẻ, rồi yêu thương, rồi thấu hiểu. Những cái này nó là những cái trạng thái rất là cao của cảm xúc, mà vì thế chúng ta nhìn thấy những người có những cái cảm xúc này, nhìn thấy họ rất là nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Và thậm chí những người mà có bệnh về thân, đau nhức, mệt mỏi ở thân ấy, nhưng cái cảm xúc cao nó vẫn là một cái trường năng lượng rất là cao. Ví dụ kể cả các vị sư, các vị Rinpoche, có khi họ bị ung thư, có nghĩa là thân thể họ rất là đặc nặng rồi, nhưng mà cái tinh thần họ rất là cao, thì mình vẫn cảm nhận được cái sự bình an, vui vẻ và năng lượng cao đó. Thế và cái tương ứng với các cái chỉ số đo về cái trạng thái cảm xúc này, chúng ta nhìn lại cái bảng về các cái chỉ số dao động sóng của các loại thức ăn, nó tương ứng với như vậy luôn. Ở đây chúng ta nhìn thấy các cái giải màu, ví dụ từ đỏ lên này, gần như tương ứng với các giải màu của các cái luân xa. Và chúng ta so sánh với lại cái bảng về thức ăn này, năng lượng của đồ ăn, nó cũng tương ứng với như thế. Bây giờ ấy, thì chúng ta có thể nghe thấy nó ở dạng lý thuyết để hiểu đã, để biết đã thôi, và có thể bắt đầu áp dụng để trải nghiệm trên chính bản thân mình. Thế còn khi mà chúng ta đã bắt đầu làm những cái chương trình thanh lọc, và đã bắt đầu trên một cái giai đoạn thanh lọc được thân và tâm tương đối, là bớt được những cái đặc nặng và những cái tần số thấp đi, thì chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ rõ ràng. Đó, ví dụ như là một tháng liền, ví dụ chúng ta chỉ ăn rau và trái cây tươi rồi, và quay trở lại ăn cơm,
tự nhiên những cái cảm xúc về tức tối, ghen tị, thèm khát, sợ hãi nổi lên. Nổi lên một cách rõ ràng mà trước không có, trong khi cái quá trình mình ăn những cái đồ ăn hoàn toàn tần số cao này, nó không nổi lên luôn những cái suy nghĩ ở cái tần số thấp tương ứng này. Hay là khi mà chúng ta chỉ ăn một mẩu thịt này vào thôi, chúng ta sẽ thấy nó không chỉ là sẽ nổi ngay lên ở cái chuyện là đau đầu, rồi có thể mụn nhọt mọc lên, rồi đau nhức hết những cái vùng đau nhức kia, chưa kể những cái người mà ví dụ có u hoặc ung thư sẽ đau rất là sâu trong những cái vùng đó. Đấy là đau nhức rõ ràng khi mà mình nạp vào những cái đồ ăn ở tần số cực kỳ thấp mà không có năng lượng sống này. Và đồng thời cái tâm trí của mình, những cái cảm xúc mà nặng nhất, thấp nhất nổi lên, đó là những cái sân hận, rồi những cái sự trầm cảm, tuyệt vọng, những cái chán nản, thậm chí chán luôn cả sự sống, cái này bắt đầu nổi lên. Thì khi mà mình sống với những cái đồ ăn, thức uống và những cái trạng thái tinh thần ở cái mức năng lượng cao thường xuyên ấy, thì khi mình trở lại ăn một vài những cái thứ ở dưới này, thì mình thấy rất là rõ từng cái suy nghĩ nổi lên nó nằm với tương ứng với cái gì mình ăn, chứ không phải nó chỉ là lý thuyết đâu. Lý thuyết thì đây là chúng ta đọc và chúng ta nghiên cứu để tìm hiểu, để biết vậy. Thì có thể vài tháng ban đầu chúng ta sẽ chưa tự cảm nhận được hết đâu, nhưng mà dần dần khi thân thể và tâm trí ngày càng trở nên thanh lọc, nhạy bén, sáng suốt, sắc bén hơn, thì chúng ta sẽ tự mình trải nghiệm được những cái này và sẽ dần dần để mà lựa chọn xem cái gì phù hợp với cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn đạt tới. Thế còn tất nhiên nó cũng không phải là một cái quy định, một cái nguyên tắc mà phải như thế này, phải như thế kia. Không ai có thể bắt buộc được mình cả. Tất cả mọi thứ là lựa chọn, tất cả mọi thông tin là để tham khảo, là để mình có thêm được những cái hiểu biết, những cái lựa chọn cho bản thân mình. Thế còn không ai có thể nói cho chúng ta phải làm gì, nên như thế nào. Người ta nói thì nó vẫn cứ nói thôi. Thế còn cái lựa chọn của mỗi người là phải tự từ trong chính mình có những cái thôi thúc, những cái mong muốn, khát khao, những cái nỗ lực để mà làm. Đó, thế còn mình thì mình chỉ là chia sẻ thôi. Thế còn chúng ta không bắt buộc ai cả. Các bạn có thể tham gia những cái khóa này 1 năm, 2 năm, 10 năm, cũng sẽ không có ai bắt là bạn phải ăn chay đi, bạn phải bỏ những cái đồ ăn nấu chín này đi. Nhưng mà đây là những cái kiến thức, những cái trải nghiệm mà những cái người đã thực hiện thì họ thấy như vậy, chia sẻ lại để cho mỗi người có thể có cái định hướng. Nếu như mình đang bị tắc ở một cái vùng năng lượng, cái vùng cảm xúc rất đặc và nặng này, và mình rất muốn thoát ra, thì chúng ta hãy có một cái sự lựa chọn nào để nó phù hợp cho cái mong muốn của chính mình đó. Thế còn nếu chúng ta cảm thấy mình đang ở một cái trạng thái mà mình thấy khá hài lòng, khá vui vẻ, và mình cảm thấy sợ hay không muốn có những cái thay đổi hơn, bởi vì có thể nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó chưa có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng, chưa phù hợp với cái lối sống, cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình mình, không sao cả. Chúng ta hãy cứ nhìn vào, để mà quan trọng là mình cảm thấy mình định hướng muốn đi tiếp dần sao, để lựa chọn cái gì nó phù hợp cho bản thân mình. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến các cái cấp độ của thanh lọc này. Mọi người nhìn có rõ không nhỉ? Lúc nãy chúng ta có nói rằng là những cái tắc nghẽn ở trên thân thể và tâm trí là những cái tần số đặc, nặng, co lại, thắt lại, và nó nằm như một cái cục cứng ở trong đó, ở trong thân thể hoặc tâm trí của mình. Và chúng ta cũng nói đến những cái tần số, những cái mức năng lượng tương ứng với các loại đồ ăn. Và bây giờ chúng ta nói đến là thanh lọc thân thì làm như thế nào? Có nghĩa là chúng ta đào thải những cái tắc nghẽn đó như thế nào? Thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào cái bảng này. Ở cái bảng này, ở tầng dưới cùng của bảng này là cái chế độ ăn thông thường, bao gồm tất cả mọi thứ chúng ta đang ăn, tất tần tật mọi thứ luôn. Thì nó nằm ở dưới cùng của bảng. Và cái tầng ngay bên trên nó, đó là cái chế độ ăn chay và ăn thô, tức là ăn tươi sống, và đây là cái chế độ có hạt. Thì nó sẽ nằm ở cao hơn so với cái chế độ thông thường. Thì thường thì những cái người đang ăn tất cả mọi cái loại thức ăn trong chế độ của mình ấy, nếu chuyển sang một chế độ ăn chay, thường họ sẽ có những cái cải thiện về sức khỏe, sẽ bớt được những cái đau nhức và bớt được những cái cảm xúc cực kỳ cao trào, ví dụ cực kỳ tức tối, mất cả kiểm soát, rồi cực kỳ đau buồn, chán nản, vật vã, khóc than đêm ngày, nó sẽ đỡ. Nhưng mà
không phải là chỉ một ngày, một tuần là sẽ thấy được cái kết quả này. Bởi vì khi chúng ta đã ăn nạp vào thân thể những cái thức ăn ở cái tầng dưới cùng này đến 30, 40, 50 năm hay hai mấy năm, thì chúng ta không nên kỳ vọng là sau một tuần nó sẽ thay đổi ngay, mà nó sẽ mất thời gian một chút, có thể vài tuần, vài tháng thì đã là nhanh rồi. Thì những cái người mà ăn chay trường thường người ta rất là vui vẻ, bình yên, nhẹ nhõm. Nó cũng chưa đến mức độ là rất là vui vẻ và tinh tấn, nhưng mà không có những cái cảm xúc cao trào nữa. Và đấy cũng là một cái biểu hiện của cái sự thanh lọc thân tâm. Thì tuy nhiên ấy, khi mà chế độ ăn chay này nó vẫn là những cái đồ ăn nấu chín như lúc nãy chúng ta nói đến, cái mức độ năng lượng của nó vẫn còn thấp, mà nó chỉ là nạp vào chậm hơn những cái đặc, những cái tắc nghẽn, nó chỉ là chậm bớt đi và nó bớt những cái cao trào đi thôi. Thế còn khi mà chúng ta đã tích lũy những cái tắc nghẽn này trong suốt mấy thập kỷ rồi, và nó đã chuyển hóa thành những cái thứ mà thậm chí là u cục, những cái mà đau nhức, rồi suy thoái đốt sống, cột sống vân vân, thì chúng ta chỉ thay đổi sang một cái chế độ mà bớt những cái thứ thấp nhất ở cái tầng dưới cùng này thôi, hay là những cái đồ thịt này thôi, thì nó chưa đủ để thanh lọc. Mà để thanh lọc thì chúng ta phải ngừng nạp những thứ mà làm cho chúng ta bị tắc nghẽn, bị co cứng, bị đặc, bị dư axit, dư chất thải trong người này một thời gian đủ dài, để mà những cái cũ nó phải chảy ra, thoát ra đã. Và vì thế nên có cái bảng cấp độ thải độc này. Càng có những cái bệnh lâu năm, càng có những cái cứng đặc tắc nghẽn đã thành những cái dấu hiệu vật lý ở trên thân thể, thì chúng ta càng cần phải đi lên cao trong cái cấp độ thải độc này. Nếu như chưa có gì, nếu như chỉ đơn giản là mình muốn bớt đau mỏi đi một tí, rồi muốn tâm trí mở ra một chút, chúng ta chỉ cần đơn giản là ăn chay, hoặc là ăn thô rồi kết hợp với ăn chay một tỷ lệ nào đó, nó đã đỡ rồi, nó đã tốt hơn rồi. Nhưng mà để mà chữa những cái mà chúng ta đã gọi là bệnh, hay đã có những cái xuất hiện đặc cứng và những cái bệnh về tâm này, thì chúng ta sẽ cần phải đào thải, bởi vì nó quá đặc rồi, nó quá cứng rồi, nó quá là thành một cái khối ở đấy rồi. Thì thường thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với cái việc chuyển sang thanh lọc bằng một cái chương trình dài với nước ép trái cây. Thì ở đây cái bảng này nó sẽ là ăn các loại trái cây và nước ép, rồi chỉ uống nước ép, rồi chỉ uống nước ép một loại trái cây duy nhất. Thì càng đơn giản, càng ít phức tạp thì cái cơ thể của mình nó hấp thụ càng nhanh, tiêu hóa càng nhanh, chuyển hóa càng nhanh, không mất thời gian vào những cái việc đó, mà nó chỉ tập trung vào việc đào thải thôi và chữa lành thôi. Thế nên là thường thì chúng ta sẽ có thể tham khảo để mà bắt đầu một cái chương trình, ví dụ như là 2 tuần, 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần nước ép một loại, và cộng với những cái thảo dược bổ trợ cho những cái cửa ngõ đào thải, khai thông những cửa ngõ đào thải. Những cửa ngõ đào thải này bao gồm có đường ruột, gan này, thận này, phổi này và da. Đối với những người mà có những cái bệnh nan y và những cái bệnh mà đã rất là nặng và đặc ở trên người này rồi, thì người ta sẽ cần phải khai thông những cái cửa ngõ này rất là nhanh, và dùng những cái thảo dược đặc trị để giúp đào thải nhanh, thì nó mới có thể đảo ngược cái quá trình bệnh tật này nhanh chóng được. Thế còn nếu như những cái bệnh tật mà nó chưa thực sự quá là nghiêm trọng, nên chúng ta nhiều khi chưa có đủ động lực để làm những cái chương trình này, thì chúng ta chỉ cần chuyển giao dần sang một cái chế độ mà rất nhiều những cái trái cây và nước ép tươi sống, hoặc là nước ép hoàn toàn, nhưng mà không đến mức độ mà chúng ta phải làm đến mấy tháng liên tục chỉ một loại nước ép. Thì cái đấy sẽ tùy vào cái lựa chọn của mỗi người và tùy vào tình trạng về sức khỏe thân tâm. Thế còn trên cái đỉnh tháp này nó là chỉ có uống nước thôi, và thậm chí ngoài đỉnh tháp này còn có nhịn khô, tức là không ăn không uống gì, thì hai cái mức độ này nó sẽ dành cho những cái đối tượng mà họ đang bị những cái tình trạng nan y và rất là cấp bách rồi. Thế nhưng mà cũng không phải là ai cũng nên làm ngay những cái chương trình này, bởi vì bản thân chúng ta sống với những cái tắc nghẽn này nó quá lâu, và cơ thể chúng ta dư axit và chất thải cực kỳ nhiều. Nên là khi mà ngừng ngay lập tức việc nạp vào những cái thức ăn nước uống mà chỉ có uống nước không thôi, hoặc là nhịn khô, thì cái axit sẵn có, những cái chất thải và axit sẵn có trong cơ thể, khi mà các cái cửa ngõ đào thải này vẫn đang tắc nghẽn, nó thành ra thiêu đốt cái thân thể của mình, nó không thoát ra được, và thành ra mình có những cái hệ lụy mà mình không mong muốn. Cho nên là tốt nhất khi mà mới bắt đầu chúng ta chọn cái chế độ mà trái cây nước ép này thôi.
để giúp kiềm hóa và vẫn liên tục cấp cho cơ thể những cái độ ẩm, nước uống, rồi những cái chất dinh dưỡng trực tiếp từ trái cây nước ép này. Em có ăn thô nhưng vẫn thấy mình thèm ăn những món ăn cũ như tinh bột và đường. Thì ban đầu khi mà chúng ta chuyển sang cắt bỏ những cái chế độ mà chúng ta đã quá quen, chúng ta sẽ thường bị thèm rất là nhiều thứ. Ví dụ mới cắt thịt thì sẽ thèm thịt vô cùng. Thì chúng ta có thể thử ban đầu mình quyết tâm là cắt, nhưng mà ví dụ sau 1 tuần, sau 2 tuần thèm quá rồi không chịu được nữa thì mình ăn. Ăn nhưng mà hãy xem là để ý kỹ mà nó ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thì năm đầu tiên khi mà mình cắt thịt này thì mình cũng thế, 1-2 tháng sau tự nhiên thèm quằn quại. Quằn quại đến mức độ là lúc nào mình nghĩ và nói thế thì thôi mình ăn đi cho nó rồi. Chứ không thì nó cũng là một cái thứ làm cho tâm mình nó rối ren. Thế mình ăn, ăn xong thì mình cũng phải quan sát. Cái lúc ăn thì sung sướng lắm, cái vị giác nó được thỏa mãn, ăn mà nó thỏa mãn cái cơn thèm mà thực ra nó là cái nghiện. Chúng ta nghiện, bám chấp vào cái vị giác của mình vô cùng nhiều năm rồi, nên là đương nhiên đó là cái việc rất bình thường. Thì khi mà ăn thì rất là thỏa mãn cái vị giác. Nhưng mà hôm sau chẳng hạn, mình thấy mình rất là cau có, khó chịu, bức bối, khó chịu trong người. Chứ kể đến những cái đau nhức, nhức đầu, nhức vai, nhức gáy, nhức lưng. Mà trước đây mình rất hay bị nhức đấy, mà ví dụ không ăn những cái đồ đó thì không thấy nữa, ăn lại là thấy. Thì cái đấy mình phải quan sát thật là kỹ, để mỗi lần ăn mình sẽ tự biết xem nó ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thế xong mình lại thôi, mình kiêng một thời gian, xong mình lại thèm quá mình lại ăn, lại phải quan sát. Thì nó là cả một cái quá trình. Và tất cả mọi cái mà chúng ta đang học, đang đọc, đang nghe, đang rèn luyện cho chính mình, nó đều chúng ta gọi là hành trình mà. Chúng ta không thể bước một cái là đến đích ngay lập tức được, mà chúng ta cần phải biết được cái gì phù hợp vào giai đoạn này. Và mình vẫn phải luôn luôn nỗ lực, luôn luôn hướng tới những cái phía trước, nhưng mà cũng đồng thời là cũng nhẹ nhàng bao dung với bản thân mình, biết được giới hạn của bản thân mình, để đôi khi cho phép mình tạm dừng lại một chút, hoặc là quay trở lại một chút để mà xem xét lại xem mình đã khác trước như thế nào, hoặc mình nhận thấy những cái gì bây giờ là hữu ích hay là không, để mình tiếp tục lựa chọn và bước đi đó. Thế còn thực ra nữa, ngoài cái việc nghiện ngập cái vị giác ra ấy, thì nó còn là một cái hệ sinh thái ở trong cái thân thể này. Nó là một cái hệ vi sinh của những cái lợi khuẩn, hại khuẩn, các loại khuẩn, các loại sinh vật. Nếu mà chúng ta soi kính hiển vi vào, chúng ta sẽ thấy khiếp lắm luôn. Cơ thể này nó là một cái tổ hợp của hàng tỷ các loại sinh vật nó sống ở đây. Nó không phải một cái con người này đâu, mà vô cùng nhiều vi sinh vật. Và những cái vi sinh vật, đặc biệt là những cái hại khuẩn, những cái vi khuẩn có hại, thì nó cực kỳ cần một cái môi trường acid, một cái môi trường nhiều chất thải, nhiều cái thứ mà chúng ta gọi là hại khuẩn mà. Những cái gì nó bẩn, những cái gì mà nó làm gây ra những cái tan rã, những cái thối rữa, những cái gì mà nó không hữu ích. Và vì thế nên là khi chúng ta cắt đi những cái nguồn thức ăn mà tạo ra cái môi trường cho chúng sinh sống, thì nó sẽ thèm khát, nó sẽ gọi là gì nhỉ, điều khiển chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải nạp vào những cái thứ đó. Tâm trí này, thân thể này, nó không chỉ là mình đâu, nó không chỉ là cái người này, cái tên như thế này, mà nó là tổng hòa của một hệ sinh thái. Nên là nhiều khi mình thèm một cái món ăn này, cũng có thể là cơ thể mình thiếu một cái chất gì đó, nhưng đồng thời đó là mình thèm một cái thứ để nuôi dưỡng cái khuẩn này. Nên là khi mà chúng ta thèm tinh bột và đạm động vật thì nó cũng có lý do của nó. Và chúng ta hãy cứ kiên trì quan sát để mà dẫn mình dần dần đi qua những cái giai đoạn này. Và khi cơ thể mình càng sạch, càng thanh lọc, thì cái việc thèm này nó càng ít dần đi. Cái đối tượng của việc thèm và nghiện ngập nó càng ngày là càng những cái thứ đơn giản dần và dễ xử lý dần. Ví dụ như trước đây mình thèm thịt, sau đó không còn một cái tí thèm nào nữa thì bắt đầu thèm tinh bột thôi. Sau khi không còn thèm tinh bột thì chỉ có thèm rau thôi, thèm rau nấu chín thôi. Nó dần dần, nó cứ mức độ nó dần khác đi. Thì trên cái con đường đó nó sẽ là từng bước thanh lọc dần. Thì không ai đến đích ngay cả, hãy cứ từ từ và đi qua từng bước một cách nhẹ nhàng, mà luôn luôn giữ cái nỗ lực đó, cái định hướng nó là được. Thế còn nếu như chúng ta chưa làm được những cái chương trình thanh lọc, hoặc là có những cái đợt mà chúng ta rất là khó để tránh khỏi những cái mà gây ra tắc nghẽn và axit dư đó, thì ít nhất chúng ta cũng cần phải biết được cái việc kết hợp đồ ăn đúng này, nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được rất nhiều vấn đề về sức khỏe và những cái khó chịu trong thân tâm. Ví dụ sắp đến Tết nè,
Thì bây giờ nhiều khi chúng ta định làm một cái chương trình thanh lọc, nhưng mà về ăn Tết với bố mẹ, gia đình, ông bà thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là khó để mà chỉ có ăn trái cây với rau hoặc là ăn chay. Thì ít nhất khi mà chúng ta không thể tự mình lựa chọn hoặc là nằm ngoài cái giai đoạn mà mình muốn thanh lọc nó ra, thì trong chế độ ăn thông thường chúng ta hãy kết hợp đồ ăn đúng loại. Trên cái bảng này nó là những vòng tròn giao nhau thì mới kết hợp với nhau trong cùng một bữa ăn. Một bữa ăn này có nghĩa là trong vòng khoảng độ 2 đến 4 tiếng sau khi ăn một bữa thì tính là một bữa. Chứ mình cứ ăn cái này xong một lúc xong mình ăn cái kia trong vòng 30 phút thì nó vẫn tính là một bữa thôi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy những cái vòng tròn mà không giao nhau á thì sẽ không kết hợp với nhau trong một bữa ăn. Thế và ở đây thì có các loại họ dưa là cái thứ mà biệt lập luôn. Nếu như chúng ta mà ăn cơm ăn các loại xong xong ăn dưa hấu chẳng hạn, thường chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng đó là đau bụng, đầy hơi, xì hơi rất là nhiều. Thì kể cả các loại họ dưa này mà kết hợp với các loại trái cây và rau khác cũng bị như thế luôn. Cũng có những người thì không thấy mấy. Thì nếu như càng thanh lọc, càng nhạy cảm, chúng ta sẽ càng thấy những cái rất là nho nhỏ vẫn phát hiện ra được. Nên là cơ bản là những cái loại họ dưa chúng ta tách riêng ra, đừng ăn chung, ăn cách các loại khác, tất cả các loại khác khoảng 2 tiếng. Thế nhưng mà cái đấy nó cũng không quan trọng bằng cái này này. Đó là chúng ta thấy cái vòng tròn của các loại đạm màu hồng hồng này với lại các loại tinh bột nó chạm với các loại rau, nhưng mà cái vòng tròn của đạm và tinh bột không chạm vào nhau. Thì đây là một cái thứ mà gần như 99% tất cả mọi người chúng ta đang bị mắc phải, đó là chúng ta kết hợp đạm và tinh bột trong cùng một bữa ăn. Và đây là cái nguyên nhân của rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Chúng ta sẽ thấy những cái đau nhức, mệt mỏi, những cái vấn đề về tiêu hóa như là đầy hơi, trướng bụng, rồi trào ngược, rồi đi táo, rồi là đường ruột, rồi các thứ vấn đề này kia, vô cùng nhiều vấn đề. Rồi chưa kể là đường ruột tắc nghẽn lại sinh ra đau đầu, rồi cáu kỉnh, rồi đau nhức vai, nhức gáy, nhức lưng, đủ kiểu. Thì cái việc mà kết hợp đạm động vật và kể cả đạm thực vật, tức là các loại hạt, rồi đậu, sữa hạt, sữa đậu, các loại đạm này thì cần một cái loại dịch mang tính axit để tiêu hóa trong dạ dày của chúng ta. Thế còn các loại tinh bột bao gồm có là gì, cơm, phở, mì, bún, rồi kể cả các loại mà khoai luộc, rồi ngô, rồi sắn, rồi mì, rồi các thứ này. Khi mà chúng ta ăn vào thì chúng ta cần một loại dịch tiêu hóa mang tính kiềm để tiêu hóa nó. Bây giờ chúng ta ăn hai loại này với nhau thì cơ thể chúng ta đồng thời tiết ra dịch tiêu hóa mang tính kiềm và dịch tiêu hóa mang tính axit. Và vì thế chúng triệt tiêu lẫn nhau. Thức ăn không được tiêu hóa một cách triệt để và nó được nhào nặn, xay nhuyễn ra rồi đi vào đường ruột. Và bởi vì nó không được tiêu hóa một cách triệt để, nếu chúng ta để cái thịt này với cơm trộn lẫn vứt vào đấy, sau một đêm thôi nó đã bị lên men và thối rữa rồi, chứ chưa kể là lâu. Thế nên là trong đường ruột của chúng ta, các thức ăn này bị lên men và thối rữa. Và có nghĩa là gì? Nó gây ra một cái tình trạng đó là dễ bị đầy bụng, xì hơi, rất là nặng mùi và táo bón, đi ngoài không đi được. Mà nhiều người cứ kêu là ơ vẫn đi được 2 lần một ngày đi, nhưng mà là tiêu chảy. Tiêu chảy là hiện tượng mà quá táo bón rồi, cơ thể buộc phải tiết ra những cái dung dịch, dùng nước, dùng những cái dịch để mà đẩy nhanh ra những cái độc tố và những cái tắc nghẽn. Nên là gần như tất cả mọi người khi mà ăn một cái chế độ có đạm kết hợp với tinh bột này thì đều bị các vấn đề về tiêu hóa và đau nhức trong người. Mà chưa kể dẫn đến những cái hiện tượng về tắc nghẽn khác, rồi những cái suy yếu về gan, thận, mật. Ít nhất trong cái chế độ ăn uống thông thường chúng ta hãy tách riêng đạm và tinh bột. Có nghĩa là gì? Bữa nay chúng ta ăn thịt thì chỉ ăn với các loại rau thôi. Còn nếu bữa nay chúng ta có ăn tinh bột chỉ ăn với các loại rau thôi. Có nghĩa là tách bữa ra, bữa trưa thì có nhiều thịt chẳng hạn thì ăn với rau, bữa tối thì ví dụ đã ăn tinh bột rồi thì ăn với rau, tùy hôm nào thèm gì thì ăn cái đó với rau. Chứ còn nếu đã ăn trộn với nhau thì nếu chúng ta bắt đầu quan sát được, chúng ta ăn đúng, kết hợp đúng một thời gian, xong chúng ta quan sát lúc ăn lẫn lộn nè, sáng hôm sau chắc chắn đau đầu, rồi nặng nề, rồi mỏi nhức vai gáy lưng, rồi cái vùng xoang vùng mũi này lúc nào cũng sưng tịt nhiều đờm, chưa kể đau họng này, ho, chưa kể những cái vấn đề về tiêu hóa và tắc nghẽn đó. Thế và khi mà chúng ta muốn làm những cái chương trình thanh lọc hoặc ít nhất là bắt đầu cắt giảm những cái đồ mang tính năng lượng thấp và đặc, thì ít nhất chúng ta cắt các loại đạm.
thì nó mới thanh lọc được. Bởi vì đạm làm cho thận bị tắc nghẽn. Khi mà chế độ ăn có đạm, kể cả đạm động vật hay đạm thực vật, thì thận sẽ ngừng cái việc đào thải chất thải bạch huyết. Chất thải bạch huyết này là chất thải mang tính axit và là cái chất thải đi từ cấp độ tế bào đi ra. Cái hệ bạch huyết này thực ra là nó chiếm 80% cái hệ thống mao mạch trên cơ thể. Và máu chỉ có 20% thôi, nhưng bạch huyết tận 80%. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có đạm ở trong chế độ ăn thì thận không đào thải chất thải bạch huyết, và các cái chất thải này nó cứ ứ đọng ở trong cơ thể vào những cái vùng mà chúng ta gọi là u, là hạch, và những cái vùng mà đau nhức nhiều. Và khi mà nó bị ứ đọng ở đó nhiều thì nó sẽ bị dư axit ở cái vùng đó, và nó làm cho cái vùng đó bắt đầu bị suy thoái. Ví dụ như là loãng xương, rồi đĩa đệm, rồi đau nhức cái nọ cái kia đó. Thì nếu như chúng ta bắt đầu mà muốn thanh lọc thì hãy bắt đầu với cái việc đó là kết hợp đồ ăn đúng này. Và nấc thứ hai đó là cắt tất cả những cái đạm đi, thì là nó cũng đã bắt đầu có một cái phần nào đó tiến triển rồi. Và sau đó thì sẽ đến cái cấp độ là ăn thô, chỉ có trái cây và rau tươi. Và rồi là chỉ có trái cây, rồi chỉ nước ép, và nước ép một loại. Đây là những cái mà chúng ta cần phải luân phiên. Và thực ra ấy, với những cái sự tắc nghẽn ở cái độ tuổi 20, 30, 40, 50 rồi, thì để mà thanh lọc được cơ thể trở về một cái trạng thái gần như không có đau nhức và không có bệnh tật, thì nó có thể mất vài tháng đến vài năm, tùy vào cái mức độ tắc nghẽn của từng người và tùy vào cái việc là chúng ta chọn cái chương trình nào nó nhanh mạnh hay không, hay là mình cứ làm từ từ thì nó cũng sẽ diễn ra một cách từ từ hơn. Về cơ bản là như thế. Thì có những cái thông tin mà nó đi sâu hơn nữa thì các bạn có thể tham khảo cái group thải độc chữa lành thân tâm. Đây là cái group của anh Gregory Sattler, là cái người hướng dẫn cho mình. Trước đây thực ra mình không phải là tin vào những cái này gì mấy. Nó là một cái con đường mà mọi cái nhân duyên nó cứ đưa mình dần vào những cái phương hướng mà mình cần đi. Thì rồi dần dần mình trải nghiệm với chính những cái trải nghiệm của cá nhân, thì mình mới thấy được rõ, rất là rõ những cái thứ này. Và thực ra thì khi mà mình học hỏi từ Gregory thì nó không rõ ràng như này đâu. Nhưng đây là những cái mà mình cũng tự quan sát, tự chiêm nghiệm trong cái hành trình 4 năm vừa qua, trên cái hành trình thanh lọc thân này. Thì mình thấy rằng là nó là thật, nó là đúng. Thế còn không phải lúc nào mình đã sẵn sàng để mà thực hành. Mình phải mất đến 3-4 năm mình mới bắt đầu thực sự mà đi theo một cái con đường thanh lọc cả thân như vậy. Ban đầu nó chỉ là thử nghiệm thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng đối với những người đã có những cái tắc nghẽn về thân tâm ấy, thì rất nên đi tìm hiểu và tự mình trải nghiệm dần. Không ăn chất đạm thì có đủ năng lượng để hoạt động không? Câu hỏi của chị Giang rất là hay. Thì chúng ta có thể tính calo cho một ngày. Cái calo để tính, mọi người hay tính để giảm cân, nhưng mà mình hãy tính để sao cho ăn cho đủ năng lượng. Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta có thể tính calo bằng cách search trên mạng này thôi. Ví dụ như 1 lít nước ép dưa hấu nó sẽ được bao nhiêu calo. Nó ví dụ được 250 calo. Một ngày một người bình thường sẽ cần khoảng từ 1.200 đến 1.800 hoặc là 2.000 calo, tùy người, tùy cái vận động, tùy cái hoạt động của người đó và tùy cái khả năng hấp thụ của cơ thể. Khi mà cơ thể càng sạch, càng vận hành tốt thì cái lượng calo mình cần càng ít đi. Cho nên ban đầu ấy, thường khi mà chuyển sang một cái chế độ thanh lọc, ai cũng sẽ gầy đi, chắc chắn là gầy đi. Nhưng mà cái đấy thực ra không phải lo lắng, bởi vì những cái gầy đi đó là những cái mỡ thừa, những cái độc tố, những cái tắc nghẽn mà nó cần phải đào thải ra. Thế còn nếu như mà chúng ta đang sinh hoạt và làm việc bình thường thì chúng ta có thể chọn cái chế độ mà là trái cây. Trái cây nhưng mà phải là trái cây chín, ngọt, mọng nước, thì nó sẽ có nhiều năng lượng hơn so với lại những cái mà trái cây xanh, chua, chát nó không có, và nó không có tác dụng đào thải nhiều. Thế còn nước ép là cái loại cũng rất là tốt. Nó vừa có năng lượng nhiều và nó cô đọng. Mình ví dụ mình ăn cả quả dưa hấu không ăn nổi, nhưng mình ép nó ra thành nước, mình uống được cả cái đấy luôn. Thì nước ép nó sẽ đem lại nhiều năng lượng hơn. Thì mình nên kết hợp uống nhiều nước ép trong những cái giai đoạn này để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nếu như mình có thời gian hoàn toàn nghỉ ngơi, ví dụ 1-2 tuần, mình có thể áp dụng chương trình nó cao hơn. Ví dụ là kết hợp một vài ngày nhịn khô với một vài ngày nước ép, thì cái đấy tùy mỗi người và tùy điều kiện hoàn cảnh. Nhưng mình vẫn hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường với một cái chế độ ví dụ một ngày uống 3 lít nước ép cam chia ra các bữa nhỏ trong ngày, hoặc là 3 lít nước ép nho, bây giờ đang mùa nho hữu cơ,
thì cái năng lượng của nó rất là cao. Và sau một tuần có thể gầy đi 1-2 cân, nhưng mà mình không thấy mệt mỏi và đau nhức giảm. Mới bắt đầu thì có thể mình sẽ thấy những cái hiện tượng hơi khác lạ, ví dụ như hơi mệt, hơi chóng mặt hay gì đó. Nhưng mà thường thì nó là bởi vì mình đang bị quen với những cái nạp vào những cái thức ăn mà nó có cái chất kích thích, tính kích thích rất là cao. Ví dụ như mình hay uống trà, cà phê nó cũng là cái kích thích, hay tinh bột với đạm nó cũng là cái mà làm cho cái calo, năng lượng thổi bùng lên và mình cảm thấy rất là khỏe. Nhưng mà đấy, khi là mà mình dừng nó lại thì mình sẽ cảm thấy như bị hụt xuống. Nhưng nó chỉ mất một vài ngày đầu rồi. Và cơ thể mình lúc đó nó tập trung vào việc đào thải, nên nhiều khi nó mất cái năng lượng đó nữa. Thì mình tính ví dụ nước cam 1 lít là được 450 calo chẳng hạn, thì mình ra thực ra chỉ cần 3 lít, 3 lít rưỡi, 4 lít là bằng 3 bữa cơm một ngày rồi. Mình chia ra trong ngày nên nó không mệt đâu. Còn đạm ấy, thực ra đấy là cái quá trình thanh lọc nha. Còn cái quá trình mà chúng ta quay trở lại ăn uống nhưng mà vẫn giữ một cái chế độ tương đối thanh lọc, thì chúng ta cũng sẽ cần tìm hiểu thêm để có biết được những cái kiến thức, đó là cơ thể chúng ta không cần đạm mà chúng ta cần những amino acid để tạo ra đạm trong cơ thể. Thế có nghĩa là chúng ta cần nạp vào những thứ có amino acid chứ không phải là đạm. Thực ra khi nạp vào đạm là chúng ta mất thời gian để bẻ gãy, chuyển hóa cái cấu tạo đã rất là phức tạp rồi thành một thứ mà cơ thể nó hấp thụ được. Giống như là tự nhiên bê một ngôi nhà đến để xây nhà mình, chúng ta phải đập nó ra thành từng viên gạch, xây theo cái ý mình, xây theo cái kết cấu của mình. Cho nên là đừng lo về đạm mà hãy nạp vào những cái đồ trái cây, rau, nước ép mà rất là nhiều amino acid. Thì đa phần các loại trái cây tươi và nước ép, rau rồi các rau xanh rồi tảo biển rồi các loại đặc biệt như là cỏ lúa mì, cỏ linh lăng hay các loại tảo xoắn, rồi rất nhiều thứ mà nó có gọi là siêu thực phẩm từ thực vật, thì nó đều giúp cho tạo các cái thành phần đạm của cơ thể rất là nhiều, không cần phải lo lắng về những cái đó. Mọi người hay hỏi về cái tính hàn của trái cây và nước ép. Thực ra cái tính hàn này thì nó cũng không hẳn là như thế. Bởi vì là nếu như chúng ta nói về hàn hay chúng ta nói về âm và dương, hay thực ra cái ngôn ngữ khoa học đó là tính kiềm và tính axit. Tính dương là tính axit và tính hàn là tính kiềm. Tức là một bên là làm mát, làm dịu, và một bên là đốt cháy và làm cứng, mạnh, khỏe, chắc. Thế thì cái tính axit này là cái thứ chúng ta đang bị dư. Tính axit này nó có ở trong những cái chất thải dư thừa này, ở trong những cái cảm xúc tiêu cực, tức tối, khó chịu, ở trong những cái vận động, ở trong ánh nắng. Thì cơ thể của chúng ta quá dư axit là bởi vì đấy, tất cả những cái thứ chúng ta nói đến đều là axit. Chỉ có lúc là không khí lạnh là kiềm, lúc mà vui vẻ hạnh phúc là kiềm, hay là ăn trái cây mát mẻ dễ chịu là kiềm. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta ăn đến 30-40 năm toàn là những đồ mang tính axit hay mang tính dương, thì cái cơ thể này nó đang bị quá dương, nó quá dư axit. Nên cái việc mà kiềm hóa nó là cần thiết để giúp đào thải bớt ra những cái axit đó. Và khi mà chúng ta nạp vào toàn là trái cây thôi ấy, chúng ta nghĩ là nó bị hàn quá, bị kiềm quá. Nhưng mà cái cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta lúc nào cũng mang tính axit, nó căng thẳng, lo toan, mệt mỏi, chưa kể là đấu tranh tức tối, hàn gắt, cái độ axit nó cực cao luôn. Thế nên là chúng ta không sợ bị hàn quá đâu. Chỉ có cái đấy là đa số mọi người đang bị tắc nghẽn cái vùng này, vùng tuyến giáp này. Tuyến giáp là cái nơi điều tiết thân nhiệt, nên là khi mà tuyến giáp yếu thì cái việc mà bị lạnh chân lạnh tay và thân nhiệt bất ổn là thường gặp. Quá nóng hoặc quá lạnh là thường gặp. Cho nên thời gian đầu khi mà chúng ta bị nóng lạnh, khi mà thay đổi thức ăn như này, nó là cái chuyện rất là bình thường thôi, không sao cả. Và khi mà hiểu được cái điều này thì chúng ta chỉ đơn giản là lạnh quá thì mặc thêm vào, lạnh chân thì đi hai đôi tất vào. Hoặc là chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp, ví dụ ngâm trà gừng nóng cho đôi chân của mình, hoặc uống trà gừng. Hoặc là nếu mà một ngày trời mùa đông lạnh quá thì pha một cốc trà gừng uống, không sao cả. Tất cả những cái loại thảo dược đều rất là tốt. Chúng ta có thể nấu trà nóng để uống trong cái thời gian thanh lọc đó. Và đừng sợ chúng ta bị kiềm hóa quá. Không bao giờ chúng ta bị thừa kiềm cả, mà chỉ có thừa axit thôi. Ví dụ như cái tình trạng mà mọi người bị xoang, cái bệnh về xoang, tai mũi họng là rất dễ chữa. Bởi vì
Thực ra cái xoang này nó chỉ là cái cơ chế đào thải của cơ thể. Khi mà nó quá nhiều những cái thứ mà nó cần phải thải ra, bị tắc nghẽn vùng khác như là đường ruột rồi thận, nó không thải được nhiều thì nó sẽ thải ngay ra ở cái vùng xoang, tai mũi họng này. Và những cái dịch nhầy này nó là cái cơ chế để đào thải, rồi hắt xì, rồi ho, tất cả nó là đào thải. Nên là khi mà chúng ta bị những cái này thì chúng ta chỉ đơn giản là thay đổi cái chế độ ăn, nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Và những cái người bị xoang, đặc biệt là những cái đồ về bơ sữa, sản phẩm từ sữa, phô mai, tất cả những thứ đó rất rất ảnh hưởng đến cái trực tiếp đến cái xoang và vấn đề về da này. Cắt nó đi cái là đỡ. Còn nếu mà muốn nó khỏi hẳn thì cần phải cắt luôn cả những cái mà tạo ra axit và những cái tắc nghẽn này, hoặc là làm những cái chương trình thanh lọc dài hạn này. Mọi người hãy cố gắng dành thời gian để vào group thải độc chữa lành thân tâm ấy, thì nó sẽ có những cái cụ thể hơn. Ví dụ nó qua thôi thì ví dụ như đường ruột thì chúng ta sẽ làm được những cái như là thủ tháo đại tràng, nhưng nó chỉ được một phần bên ngoài của đường ruột thôi, mà mình nên có những cái thảo dược dùng cho cả cái hệ thống tiêu hóa này. Nó sẽ đẩy làm sạch từ cái đường ruột non trở xuống, kể cả dạ dày luôn trở xuống. Thế còn về thận ấy, thận để mà làm sạch thì chỉ có cách đó là ngừng cái chế độ mà có đạm ở trong đó và cộng với các thảo dược bổ trợ cho thận để làm sạch được nó. Còn gan ấy, thì cũng là ngừng tất cả những cái gì mà làm cho gan bị gánh nặng, như là những cái đồ ăn mang tính chất béo, rồi những cái Béo, đồ rượu, chạm, bia. đó, những cái độc tố như rượu bia đó, những cái mà rồi thuốc tây, nó cũng rất là nhiều cái chất hóa học, tất cả những Đúng cái rồi, chất hóa đúng rồi. học làm cho gan bị quá tải và nặng. Đấy thì ngừng những cái đấy thì tự nhiên nó sẽ có cái thời gian nghỉ ngơi và đào thải. Thế còn phổi chẳng hạn thì là có những cái bài tập thở rất là sâu để giúp cho đào thải, và cũng có cả những cái thảo dược để uống hoặc để xông. Rồi da thì nó đơn giản hơn, nó là cái vùng bề ngoài này, thì chúng ta chỉ cần nó là ví dụ tập thể dục để toát mồ hôi hàng ngày này, xông hơi này, rồi trải da hàng ngày trước khi tắm. Nhiều khi mình tắm toàn là để cho mát được kỳ kỳ tí thôi, nhưng mà mình cần có cái sơ mướp hoặc là cái bàn chải tự nhiên để chà khắp cơ thể để nó bay hết ra những cái mà da nó muốn đào thải. Thì đấy là những cái cơ bản, thì mọi người có thể chủ động tìm hiểu thêm. Những cái này nó rất là hay, bởi vì cái quá trình mà chúng ta đang sống này nó không chỉ là cái quá trình mà muốn phát triển về tâm linh, mà mình vẫn phải sống với cái thân thể này, nên là chăm sóc nó một chút và giúp cho cả thân lẫn tâm thanh lọc nhẹ nhàng và cùng đi trên một cái con đường tiến hóa. Khi mà Đúng mình chị. cắt được những cái đồ kia, nó cũng giảm bớt cái mức độ đau nhức và tắc nghẽn. Nhưng mà nếu như cái độ tắc nghẽn nó quá nhiều rồi mà các cái cửa ngõ nó chưa thông, đặc biệt là thận chưa thông, thì những cái đấy nó chưa ra được ngoài và nó vẫn phải sổ ra ở cái đoạn này, ở cái các cái kênh khác, thì da vẫn sẽ rất là nhiều cái độc tố thải ra, rồi mũi, rồi xoang, rồi vẫn đau nhức vì là các cái độc tố và chất thải bạch huyết vẫn đang ở đấy thôi. Chất thải bạch huyết chỉ thải ra được khi mà thận mở. Thế còn những cái chất thải khác thì đi qua đường ruột, một phần chất thải bạch huyết đi qua đường ruột và những cái chất thải từ thức ăn đi qua đường ruột, thì mình làm sạch đường ruột được là tốt. Nhưng mà thận phải mở được. Thận mở được ở đây thì phải có một cái giai đoạn mà mình cắt hoàn toàn đạm đủ lâu này, và nên có những cái thảo dược bổ trợ cộng với lại những cái chương trình mà nhịn nhịn khô kết hợp luân phiên thì thận mới mở ra được. Mà có nhiều người phải mất rất là lâu, cả tháng, mấy tháng, thậm chí nửa năm mới mở được thận. Nên là cũng sẽ cần phải cố gắng để thử nghiệm và tìm cách và kiên trì một chút. Vâng, em cảm ơn chị. Ho nhiều và ho lâu ấy, thì cái ho này là nó đào thải, bởi vì cái vùng phổi của mình là cái vùng bị yếu và tắc nghẽn. Thì nếu như mà mình mà đọc vân mắt chẳng hạn, nó sẽ chỉ ra cho mình đây là những cái cửa ngõ mà đang tắc nghẽn và là cái vùng suy yếu của mình. Nhiều người có thể là bị phát ở da, nhưng mà chỉ vì là vùng phổi chẳng hạn. Thì khi mà cơ thể mình nó đang có quá nhiều thứ cần thải ra thì nó sẽ phát ra cái vùng đó. Mà để mà giảm bớt cái này, mình sẽ cần phải cắt những cái thức ăn mà tạo đờm nhiều. Tạo đờm nhiều này thì có những cái loại đặc biệt, đó là các sản phẩm từ bơ sữa và đường, và kể cả là tinh bột, rất là tạo nhiều dịch, nhiều đờm. Thì các loại thịt thì thực ra thì nó không tạo quá nhiều đờm, nhưng nó có tạo đau nhức và tắc nghẽn nữa. Nên là trước mắt thì chỉ có thể cắt giảm thôi những cái thứ mà có sản phẩm từ bơ sữa. Sữa chua cũng là sản phẩm từ bơ sữa nhé. Và các loại đường, có đường, kể cả bánh kẹo nó cũng là có đường. Tất cả những thứ này nó sẽ tạo đờm và nó sẽ vẫn tạo ra cái vấn đề về ho, ho lâu này. Thì cắt như vậy rồi nó sẽ đỡ, nhưng mà có thể nó sẽ chưa khỏi ngay, bởi vì nó có quá nhiều thứ cần phải thải ra.
Nên là vẫn sẽ có một cái thời gian, nếu mình muốn cải thiện thực sự về sức khỏe thì mình nên có một cái thời gian thanh lọc để đào thải những cái tắc nghẽn cũ đã có trong người. Một cái đợt thanh lọc như vậy là nó kéo dài mấy ngày, rồi sau khi thanh lọc xong thì mình quay về mình thanh lọc cái chế độ hồi nãy, tức là không nên dư đạm với tinh bột, tức là mình có sau cái thời gian thanh lọc mình phải quay lại chế độ như bình thường mình được không, hay là bắt buộc phải quay lại chế độ như trai nữa? Vâng, thì khi mà thanh lọc ấy thì sẽ tùy từng người, họ có thể làm một lúc mấy tháng liền. Cũng có những người cảm thấy mình không làm được thì làm 2 tuần cũng được, 1 tuần cũng được, tùy mình thôi. Mình sẽ phải tự sắp xếp để sao cho nó phù hợp với cái tình trạng, về tinh thần, về khả năng, về điều kiện sống của mình. Thế nhưng mà thực ra mà nói, vài tháng làm cái này nó vẫn chưa hết được đâu. Nó giống như là mình hình dung như này, nó là một cái cốc nước mà mình cứ thường xuyên đổ nước vào, nó sẽ đến lúc đầy. Thì cái chất thải trong người mình thế, khi đến lúc đầy rồi nó sẽ tràn ra. Tràn ra đó là các cái biểu hiện của vấn đề sức khỏe. Thì bây giờ mình phải có một cái khoảng thời gian để mình đổ bớt nó đi, cho nó đào thải bớt đi. Thì nó sẽ bắt đầu thấp dần xuống, cái cốc nước nó bớt đầy đi. Thì mình làm 1 tuần thì nó bớt đi một tí, 2 tuần thì bớt đi tí, mấy tháng thì nó bớt đi nữa. Thì khi mà mình quay trở lại dần dần với cái chế độ ăn ấy, thì có thể ban đầu mình vẫn sẽ ăn được các cái chế độ trở lại như bình thường. Đến một lúc nó lại đầy lên, bởi vì đấy là những thứ tạo ra chất thải. Nên mình cũng phải xác định là vài tháng sau nó lại đầy lên, mình lại phải làm cái chương trình mà bớt nó ra. Thế thì dần dần cũng sẽ có những người mà họ cảm thấy rằng quay lại ăn những thứ này và thấy rất rõ những cái đau nhức, những cái tắc nghẽn, có thể họ sẽ không ăn nữa hoặc là ăn rất ít, thì cái đấy là tùy lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà mình sẽ hiểu cái cơ chế của nó, đó là mình cứ phải liên tục để đào thải những cái tắc nghẽn đó, đổ bớt cái cốc nước đó ra. Nó vơi đi mình sẽ không còn thấy biểu hiện nữa, nhưng mà nó đầy lên nó lại có. Thế nên là mình phải liên tục thanh lọc. Thì mình cứ ăn uống thường xuyên, nhưng mà với 1 năm mình cũng phải có vài cái đợt thanh lọc, thì nó cũng sẽ duy trì ở một cái ngưỡng chấp nhận được, nó không phải là bệnh tật đó, nhưng mà nó sẽ không phải là tối ưu. Tùy mình thôi, mình sẽ tự mình cân đối rồi thử nghiệm dần. Nếu uống nước ép thì chị có thêm đường không? Chúng ta sẽ hướng tới một cái, đấy là tất cả những cái thứ mình dùng là tự nhiên. Đường này nó là đường tinh luyện, mà đường bây giờ mình hình dung ấy, ví dụ một cái thìa đường đấy có khi nó phải bằng đến vô cùng nhiều cái đồ trái cây để mà làm được một cái thìa đường đó, nên nó quá nhiều, nó gây ra gánh nặng cho cơ thể. Và cái đường mà nó thành cái đường kính nữa rồi ấy, nó là cái đường hợp phức, và cơ thể mình cái tuyến tụy nó sẽ cần phải tiết ra insulin để mà tiêu hóa tinh bột hay là đường hợp phức này, và nó sẽ làm gánh nặng cho tiêu hóa. Và khi mà trái cây mà nó không ngọt quá, nó chua quá, mình có thể thêm những cái đồ ngọt tự nhiên, ví dụ như là mật ong tự nhiên chưa nấu chín, hoặc là nước mía cũng được. Nó cũng có đường hợp phức nhưng mà rất là ít, để mà làm được một cái thìa đường có khi bằng uống cả lít nước mía, nó quá nhiều. Mình chỉ muốn ít thôi thì cũng ok. Thế còn đa phần thì các cái loại trái cây đa phần là mình chọn được cái loại ngọt, mà ví dụ dưa hấu hoặc là cam mùa ngọt đó, hoặc là nho cũng được này, nho rất là tốt. Thì nói chung mình tránh những cái loại đường, kể cả là đường nâu nó cũng là đường, nó quá nhiều cái thành phần đường hợp phức ở trong đó, thì nó không có cái tác dụng trong cái quá trình mình muốn đào thải. Mà chưa kể là đường là một trong số những cái tạo ra rất nhiều dịch nhầy, nên là những người mà bị về xoang hay là bị những cái vấn đề về ho, đờm ở phổi thì mình nên tránh hoàn toàn đường và những cái đồ sản phẩm từ bơ sữa này. Đấy, thì có thể là mọi người sẽ chủ động để tìm hiểu thêm. Và cái buổi hôm nay sẽ là một cái buổi gọi là chia sẻ cơ bản thôi. Cái quá trình thải độc mà giả sử sợ là bị đau bao tử khi uống nước ép không đúng không? Thì cái này cũng là một cái hiểu nhầm thường thấy, bởi vì cái bao tử của mình nó đau là bởi vì nó đang bị mất cân bằng về axit, hoặc nó đang có sẵn cái sự viêm loét khi mà nó có quá nhiều axit dư ở trong cơ thể, và những cái đồ ăn thức uống mà mình nó hoạt động quá tải, giống như mình nói lúc nãy là kết hợp giữa đồ ăn cần cái dịch kiềm với dịch axit lẫn lộn nhau, nên thành ra nó có vấn đề. Thế còn khi mà mình dùng một cái chế độ ăn hoàn toàn kiềm tính, thậm chí mọi người uống cốt chanh luôn, cả cốc cốt chanh luôn vào buổi sáng không sao cả. Nó chỉ là hơi sót ruột bởi vì là nó có cái độ chua, mình uống vào mồm mình thấy chua hoặc tay mình thấy chua. Chứ còn nó lại là cái kiềm tính và nó giúp cho cân bằng lại những cái axit ở trong dạ dày, và nó chữa lành những cái vết loét và những cái
tắc nghẽn ở trong cái thành dạ dày nữa. Thế nên là thực ra mình không cần phải lo lắng. Nếu như mà mình cảm thấy ban sáng sớm mà mình uống những cái đồ chua nó hơi khó chịu bụng thì mình sẽ chọn những loại nó ngọt mát, ví dụ như nước dưa hấu hoặc là nước cam ngọt, nó thường rất là dịu, không vấn đề gì cả. Hoặc là một chút mật ong với chanh thì nó cũng sẽ dịu bớt cái vị sót của chanh đi. Chứ còn nếu như ai mà đang có cái loét dạ dày, tức là có cái vết thương hở ở trong dạ dày, thì mình sẽ không nên dùng những đồ chua quá, vì nó sẽ tạo ra cảm giác sót, nó là đau do cái sót đó thôi, chứ còn thực ra là nó sẽ giúp chữa lành cái vết loét đó rất là nhanh. Thì mình sẽ cứ thử nghiệm và sẽ thấy có rất nhiều cái kỳ diệu, bởi vì nó khác hẳn với cái niềm tin của mình.